Nguyên rất vui được gặp lại quý vị chị em và các bạn trong chuyên mục Làm Đẹp. Quý vị chị em và các bạn thân mến, thông thường thì chị em phụ nữ chúng ta thường chỉ có thói quen chăm sóc da mặt hay dưỡng da toàn thân mà quên đi đôi tay hoặc là đôi gót ngà. Tuy nhiên, một đôi bàn tay thô ráp hay là một đôi chân xỉn màu nứt nẻ thì cũng khiến chúng ta mất điểm trong mọi trường hợp. Vậy làm như thế nào để sở hữu một đôi tay mềm mại hay là một đôi gót ngà trắng ngần? Hãy cùng Phương Anh tìm hiểu trong chuyên mục Làm Đẹp tuần này nhé. Làm sạch là khởi đầu của mọi quá trình làm đẹp. Chính bởi vậy, muốn sở hữu đôi bàn tay xinh xắn và đôi gót ngà mềm mại, việc đầu tiên chúng ta phải làm là giữ chúng luôn sạch sẽ. Bên cạnh việc vệ sinh tay chân hàng ngày bằng các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ có chiết xuất từ thiên nhiên, đều đặn hàng tuần, chị em và các bạn nên tẩy da chết trên tay để làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông, đảm bảo bề mặt da thông thoáng. Đồng thời, nó cũng giúp cho đôi tay dễ dàng hấp thu các dưỡng chất nuôi dưỡng. Bạn có thể mua các sản phẩm tẩy da chết có sẵn trên thị trường hoặc tự làm bằng những nguyên liệu đơn giản có sẵn trong gian bếp của gia đình như chanh, muối, đường hay mật ong. Da tay cũng nhạy cảm và cần nâng niu chăm sóc như da mặt. Vì vậy, hãy massage thật nhẹ nhàng và rửa lại cẩn thận với nước ấm. Bên cạnh việc tẩy da chết, quý vị chị em cũng nên lưu ý cắt tỉa móng tay thường xuyên. Để vệ sinh móng tay và vùng da quanh móng, việc đầu tiên chúng ta cần làm là ngâm tay vào nước ấm từ 3 đến 5 phút để làm mềm. Sau đó bôi kem dưỡng da để bảo vệ vùng da quanh móng. Dùng cây đẩy da để đẩy sạch lớp bìa bì trên mặt móng, sau đó nhặt bớt phần da và móng thừa. Để bảo vệ móng tay, điều quan trọng là bạn phải biết các kỹ thuật cắt tỉa móng đúng cách. Chính vì vậy, nếu có thời gian và điều kiện, quý vị chị em nên đến các trung tâm chăm sóc móng chuyên nghiệp. Hãy chuẩn bị cho mình một bộ kìm cắt da riêng để đảm bảo an toàn vệ sinh. Việc dùng kìm cá nhân cũng giúp giữ kìm sắc và bén hơn. Nhờ vậy, việc cắt móng cũng trở nên dễ dàng, nhanh chóng và không bị nham nhở. Chị Nga thân mến, là trong cái thời tiết hanh khô như thế này thì các chị em thì cần phải lưu ý như thế nào trong cái việc chăm sóc da tay của mình ạ? Với thời tiết hanh khô như thế này thì làn da rất dễ bị thô sạm và nứt nẻ. Chính vì thế, để có một đôi tay luôn mềm mại và mịn màng, trước hết thì chúng ta cần phải tẩy da chết thường xuyên và cần phải bôi kem dưỡng ít nhất 2 lần mỗi ngày. Khi làm những công việc như là bưng bê, giặt quần áo hay là rửa bát, các bạn nên sử dụng găng tay để tránh bị cháy xước hoặc là bị tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Khi đi nắng nên đeo găng tay hoặc là bôi kem chống nắng để tránh da tay bị đen sạm. Cuối cùng là hãy uống nước đầy đủ và cung cấp các dưỡng chất cần thiết thông qua việc ăn uống để không chỉ đôi tay mà làn da của chúng ta cũng luôn được mềm mại và mịn màng. Không chỉ tạo điểm nhấn cho đôi tay thêm phần thu hút, việc sơn móng cũng góp phần bảo vệ và duy trì một bộ móng chắc khỏe. Một lớp sơn cứng hoặc sơn dưỡng hay hai lớp sơn bóng sẽ là liều thuốc thần dược duy trì độ bền cho móng của bạn. Lý tưởng nhất, bạn hãy sơn một lớp dưỡng lên móng và hai lớp sơn bóng. Điều này sẽ giúp cho móng của bạn đều màu, bền màu, chắc hơn bình thường dù bạn có cọ, rửa, lau tay ra sao trong các hoạt động hàng ngày. Cầu kỳ và bắt mắt hơn, bạn cũng có thể lựa chọn cho mình một bộ móng tay với nhiều màu sắc.
miễn sao nó phù hợp với sở thích và hoàn cảnh công việc của bạn. Nó tùy thuộc vào độ tuổi và tính chất công việc mà chúng ta có thể lựa chọn những màu sắc hay là kiểu dáng nail khác nhau. Với những khách hàng là nhân viên văn phòng có thể lựa chọn những màu sắc như là màu thạch, màu hồng vỏ đỗ, màu nude hay là màu da. Sự kết hợp nhẹ nhàng giữa những gam màu này với những họa tiết kẻ sọc, kẻ phe đầu móng hay là ẩn xà cừ, ẩn hoa khô sẽ giúp bạn có một bộ móng nhẹ nhàng và thanh lịch. Đối với những khách hàng làm công việc tự do có thể thoải mái lựa chọn những tông màu mà mình yêu thích. Xu hướng nail theo phong cách Hàn Quốc hiện nay cũng đang là một trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Những bộ móng trẻ trung với sự kết hợp của các họa tiết kẻ sọc, vẽ hoạt hình hay những kỹ thuật làm nail hiện đại như vẽ vân đá, cẩm thạch, vẽ len, vẽ dạ, tráng gương cũng luôn được các chị em ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh việc chăm sóc đôi tay, quý vị chị em cũng hãy nhớ đừng bỏ qua việc chăm sóc gót hồng, đặc biệt là khi thời tiết hành khô như thế này. Một trong những phương pháp chăm sóc hữu hiệu được các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng cho đôi chân của mình, đó chính là ngâm chân vào nước muối ấm từ 10 đến 15 phút mỗi ngày. Điều này sẽ giúp cho đôi chân được thả lỏng và kích thích tuần hoàn máu. Tương tự như đôi tay, hàng tuần bạn hãy dành thời gian để loại bỏ tế bào chết, da thừa cho đôi chân và cũng đừng quên việc trả gót. Bạn cũng nên dành ra khoảng 10 phút để massage, dưỡng ẩm cho đôi chân của mình. Động tác massage đơn giản nhất bạn có thể thực hiện đó là xoay đều khớp cổ chân và rông chân. Sau đó hãy dùng thêm kem dưỡng ẩm để duy trì vẻ mềm mại của đôi bàn chân. Có thể thấy việc chăm sóc da chân và đặc biệt là da tay là một điều vô cùng quan trọng. Nếu không được quan tâm chăm sóc thì da tay của chúng ta còn lão hóa thậm chí nhanh hơn cả da mặt. Chính bởi vậy mà ngay từ bây giờ, quý vị chị em và các bạn hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc đôi chân cũng như đôi tay của mình để duy trì sự tươi trẻ và vẻ đẹp mềm mại của nó nhé. Và tiếp theo chương trình sẽ là mục đẹp hơn mỗi ngày. Có thể thấy việc chăm sóc và dưỡng ẩm cho đôi tay là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Bên cạnh những sản phẩm dưỡng ẩm chuyên dụng, với những nguyên liệu sẵn có trong gian bếp, quý vị chị em và các bạn cũng có thể tự chế những loại mặt nạ, dưỡng ẩm chăm sóc để giúp cho đôi tay thêm mịn màng. Và ngay sau đây thì Phương Anh sẽ hướng dẫn quý vị chị em và các bạn một vài công thức làm mặt nạ dưỡng ẩm da tay. Quý vị chị em và các bạn thân mến, khi nhắc đến những trái bơ thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những ly sinh tố đầy bổ dưỡng và đúng không nào? Tuy nhiên thì trái bơ cũng rất hữu hiệu trong việc cung cấp độ ẩm và giúp cho đôi tay của chúng ta thêm mềm mại và mịn màng. Với những trái bơ như thế này thì quý vị chị em và các bạn có thể bỏ hạt, bỏ vỏ, lấy phần thịt ở bên trong, sau đấy thì chúng ta xay nhuyễn và sử dụng hỗn hợp này để đắp lên tay trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Bên cạnh mặt nạ bơ thì sự kết hợp giữa sữa chua và chanh tươi cũng cho chúng ta một công thức dưỡng da tay cực kỳ hiệu quả.
Chanh thì có tính axit rất cao, giúp tẩy đi lớp tế bào chết. Trong khi đó thì ở sữa chua thì có rất nhiều các loại vitamin như là vitamin A, vitamin E và các loại dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làn da trắng hồng và mịn màng từ bên trong. Để làm loại mặt nạ này thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho từ 2 đến 3 thìa sữa chua không đường vào bát. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt đôi quả chanh và cho vào sữa chua khoảng từ 5 đến 6 giọt nước cốt chanh. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào hỗn hợp chanh sữa chua khoảng 2 thìa sữa tươi không đường. Sau đó thì chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp. Sử dụng hỗn hợp này đều đặn mỗi tối để massage đôi bàn tay thì theo thời gian quý vị trẻ em và các bạn sẽ thấy đôi tay của mình trắng dần lên bởi vì các dưỡng chất từ chanh, sữa chua và sữa tươi sẽ nuôi dưỡng làn da từ bên trong khiến đôi tay trở nên trắng hồng mịn màng. Công thức thứ 3 mà Phương Anh muốn giới thiệu đến quý vị trẻ em và các bạn đó chính là sự kết hợp giữa khoai tây, sữa tươi không đường và mật ong. Khoai tây sau khi mua về thì quý vị chị em và các bạn lưu ý là chúng ta phải rửa sạch, sau đấy thì chúng ta luộc chín và rồi bóc vỏ nghiền thành bột mịn. Và ở đây thì Phương Anh đã luộc sẵn những củ khoai tây rồi và bây giờ thì chúng ta chỉ việc bóc vỏ và nghiền ra thôi. Sau khi nghiền khoai tây thành bột mịn như thế này thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa sữa tươi không đường và 1 thìa mật ong. Sau đấy thì chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Ở đây thì Phương Anh chỉ làm một lượng vừa đủ để đắp cho đôi bàn tay mà thôi. Tuy nhiên nếu ở nhà quý vị chị em và các bạn làm để đắp cho cả mặt và cả tay thì chúng ta có thể cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố để xay lên một cách rất là nhanh chóng và tiện lợi. Sau khi trộn đều thì chúng ta sẽ thu được một hỗn hợp đặc như thế này và chúng ta sẽ sử dụng cái hỗn hợp này để đắp lên tay từ khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước ấm. Và loại mặt nạ tự nhiên được làm từ khoai tây này thì sẽ giúp cho đôi bàn tay của chúng ta trở nên mềm mại, mịn màng và khỏe đẹp tự nhiên. Quý vị trẻ em và các bạn thân mến, ẩn chứa trong yến mạch là những công dụng làm đẹp tuyệt vời. Tẩy da chết, làm dịu đi những vết cháy nắng hay là dưỡng trắng da là công dụng của loại ngũ cốc này. Và đây cũng là công thức làm đẹp da tay tiếp theo mà Phương Anh muốn giới thiệu đến quý vị trẻ em và các bạn. Chúng ta sẽ cho khoảng 3 đến 4 thìa bột yến mạch vào trong bát và thêm vào đấy một ít sữa tươi không đường. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cho vào hỗn hợp sữa và yến mạch 1 thìa mật ong. Và chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên để thu được một dung dịch có dạng sệt như thế này. Tương tự như hỗn hợp khoai tây với sữa tươi thì với hỗn hợp bột yến mạch, sữa tươi và mật ong thì quý vị trẻ em và các bạn cũng sẽ đắp lên tay trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Sau đấy thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước ấm. Và sử dụng hỗn hợp này đều đặn 2 lần mỗi tuần thì cũng sẽ giúp cho đôi bàn tay của quý vị trẻ em và các bạn trở nên đều màu và sáng mịn. Quý vị trẻ em và các bạn thân mến, trong danh sách thần dược làm đẹp cho đôi bàn tay sẽ rất thiếu nếu chúng ta không nhắc tới 2 nguyên liệu, đó chính là mật ong và dầu dừa. Và quý vị chị em và các bạn chỉ việc trộn lẫn 2 nguyên liệu này theo tỷ lệ 2:1, tức là 2 mật ong và 1 dầu dừa thì quý vị chị em và các bạn sẽ có một hỗn hợp nuôi dưỡng da tay cực kỳ tuyệt vời. Sau khi trộn đều thì chúng ta sẽ bôi hỗn hợp này lên tay và để trong khoảng từ 25 đến 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Hỗn hợp này thì sẽ giúp cho đôi tay của quý vị chị em và các bạn trở nên mềm mịn, không bị bong chóc và nứt nẻ. Quý vị chị em và các bạn thân mến, như vậy là Phương Anh vừa hướng dẫn cho quý vị chị em và các bạn 5 công thức làm mặt nạ cực kỳ đơn giản và hiệu quả, đặc biệt lại còn rất lành tính nữa. Và hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ thì cũng sẽ giúp cho quý vị chị em và các bạn sở hữu một đôi chân, một đôi tay luôn mềm mại và mịn màng. Thời lượng dành cho chuyên mục làm đẹp tuần này thì cũng xin được khép lại tại đây. Phương Anh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.